Tụi mình sẽ đi bắt cạm mà mua nước về. Đi kéo lưới chài nha các bạn. Mua nước về là nước dân hơi nhiều các bạn ạ. Đây này, chỗ này là tối qua là nước dâng lên tận mép bờ bên kia đó. Nay là nước có rút hết rồi. Đây là chúng mình đang thả lưới chài. Tại vì nước mạnh quá nên là chài không được nên phải thả. Kiếm đôi con cá khô về nấu canh chua. Nhiệm vụ của mình là cầm chỏ cá. Đoạn này nước xiết mạnh lắm các bạn ơi. Xuống đứng đó là nước trôi rùa xuống luôn đấy. Chìm luôn rồi. Qua đây đi. Ờ đúng rồi, nó đọng đó. Dưới kia, xuống dưới kia. Mệt thật á. Mệt đi. Không cần căng nào. Rồi lên chai. Không có cá nào. Nước mạnh quá. Chết rồi. Ta phải đi xuống đây rồi. Anh Hiệp ơi. Nẻ trong kia bác. Nẻ ra không cả nơi đó. Đây là suối vào mùa mưa. Vậy là dính hai con hả? Ừ. Đẹp đi lấy đi. Anh đi không? Cái chỗ cái thuốc nha. Nó hết khóa về ở đây. Quá được đi không được. Các bạn ơi.
Mà hôm qua góc này đúng không? Kiểm cả mua nước lũ. Ta cá đồ vua. Kiểm cả mua nước lũ các bạn ơi. Ta cá đồ vua. Cá đồ vua rồi nha. Cá đồ vua to chưa? Kéo đấy, đứng đứng lên bờ luôn đi. Đứng lên bờ đấy, tớ lại đây bờ đấy. Đây, qua đây đây. Qua đây này. À, cầm bắt cái đồ cái cứ dễ bắt hơn cả phi. Ủ to đấy. Quay chặt vào. Cá mập nào bạn. Cá mập tối. Bạn thấy cá mập không? Đấy. Bành ra bành. Bắt cá đầu mùa mưa các bạn ơi. Dạ nó mua nước lũ có gì các bạn, mua nước lũ về là có như thế này nè đó. À đi tắm các bạn ơi, tài dục chơi đây mà lắc lắc luôn rồi đấy. Đang còn còn chắc mới được này, đã còn chắc tại rồi. Anh Thái, trời cao xuống luôn. Nước mạnh quá nên là không có chai được. Tụi mình sẽ đi kéo. Rồi đây. Chưa. Rồi. Dẻo đi bạn. Bắt cá đầu mùa mưa nhé các bạn. Mua nước về rồi, mua nước về là cá ở đây là nước ở đây là tràn suối các bạn ạ. Nước ở đây tràn suối này, giờ nó mới rút á. Đây là bắt cá thì mình đi sẽ kiếm con cá về nấu canh chua nha. Nói chung là cá ở đây cũng không có nhiều đâu, vui là chính các bạn ạ. Chì nổi hết rồi. Đây đây. Cậu tôi chì nổi rồi. Tới nha, đây nhím này nha. Rồi. Người ra. Rồi. Chì nổi biết quá. Nó có cả đốt kiện. Nhìn nó bắt nó cầm mình con rồi. Ui, cả đốt kiện cạch rồi. Cá tẩy hết rồi. Nhanh lên lên. Ôm 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 lại quá, ôm lại đi, ôm lại. Đây đây đây. Thỏng mất tên cả. Nổi rồi. Nổi chì này. Đang cả đốt kiện nằm đây. Ô đấy. Ủa, con rồi. À, cá lóc kiến, wow, tuyệt vời mặt trời. Nhưng mà nhân rộng vậy mới có nè. Chủ yếu là cá lóc kiến các bạn ạ. Tôi nước về mà trôi các bạn ạ. Ui, quá. Ôi mà cá. Cá từ từ các bạn ơi. Từ từ. Thậm chí cả hành tuột à. Mình đi mình vuốt. Kem đi kem chỉ xuống. Tóm lại bác. Từ 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 từ. Cực quá. Mùa này mùa lũ mà đi câu cá là vui các bạn ạ. Mệt nhưng mà vui. Vui là chính thôi.
Lôi vào trong nhanh, lôi vào trong luôn nhanh. Vào trong luôn. Rồi làm cá đi. Ôi trời trời các bạn ơi trời. À. Chì nó nổi các bạn ơi. Mạnh quá. Cái bọc quá. Đây đây đây. Chỗ này này. Của mình phải đi dù chì xuống này không thì chì nó nổ đây các bạn ạ. Nước nước nó mạnh xiết cả xiết đấy. Bên này có đá nữa các bạn. Có đá nữa là cho mình đi cửa nó lên. Con suối này đá nhiều lắm. Đây cái cặp này. Cái cặp. Cái bát tao tới rồi chỉ nó nổ. Đi nhỏ nữa bạn. Một con cá trắng cá chấm. Ô ca. Cái trắng này ăn béo lắm. Cái ăn được rồi. Đây là cho mọi người xem thành quả của tụi mình nha. Nói chung là đi bắt cá mùa lù suối thì vui cho các bạn đấy. Có mấy con cá lóc tiếng rồi về nướng ra nha. Chắc cũng gần cửa ký các bạn ạ. Rồi cái gì? Mưa rồi các bạn ơi. Đây là hành trình của mình đi này. Cho mọi người xem cùng trải nghiệm nhé. Đói quá các bạn ơi. Giờ cũng chắc cũng 12 hoặc là 13 giờ rồi. Cho ăn trưa nữa các bạn ạ. Đi bắt cá suối cực quá. Đói bụng nữa. Giờ anh em của mình đang đi lên đây. Chắc có lẽ là khả năng là về đó. Thế là trời cũng mưa, bắt đầu mưa nhỏ rồi. Đói mệt quá. Đi cái suối này đó với mệt lắm. À, đi gấp đã đâu nhỉ. Cảm ơn các bạn đã xem hành trình của tụi mình nhá. Bye bye, hẹn gặp lại.